Cô chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục buổi ôn tập lần thứ 4 môn ngữ văn 7. Ở buổi ôn tập này, do tính chất quan trọng của đề văn có chí thì nên cô sẽ dành một buổi nữa để ôn tập cho các em được chắc hơn, kiến thức vững vàng hơn. Ở buổi ôn tập này, cô sẽ nhắc lại phần lý thuyết của văn nghị luận. Như vậy, theo các em, thế nào là văn nghị luận? Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng, quan điểm nào đó. Văn nghị luận cần có những yêu cầu nào? Văn nghị luận cần có luận điểm rõ ràng, có lý lẽ, dẫn chứng, thuyết phục. Những tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận phải hướng tới giải quyết vấn đề đặt ra trong cuộc sống thì mới có ý nghĩa. Như vậy, đặc điểm của văn nghị luận là gì? Luận điểm cần là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn nghị luận. Luận điểm phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng đủ nhu cầu thực tế thì mới có xuất thuyết, thuyết phục. Luận cứ là lý lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Một luận điểm có thể có một hoặc nhiều luận cứ. Còn lập luận là cách vận dụng lý lẽ, dẫn chứng sao cho luận điểm được nổi bật và có xuất thuyết, thuyết phục. Như vậy, theo các em có mấy kiểu văn nghị luận? Như ở tiết học thì hôm qua cô đã nhắc sơ qua phần lý thuyết. Ở tiết học này cô sẽ làm kỹ hơn phần lý thuyết để các em có thể nắm vững rõ hơn để chúng ta làm bài. Như vậy, theo các em có mấy kiểu văn nghị luận? Chúng ta có hai kiểu văn nghị luận, đó là văn nghị luận chứng minh và văn nghị luận giải thích. Văn nghị luận chứng minh là kiểu lập luận dùng lý lẽ, bằng chứng chân thực đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm mới cần được chứng minh. Mục đích của lập luận chứng minh là chứng tỏ một điều gì đó là đáng tin. Văn nghị luận giải thích là kiểu lập luận dùng lý lẽ làm cho người đọc hiểu ra các tư tưởng, đạo lý, phẩm chất, quan hệ cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người. Ở tiết học ngày hôm qua cô đã ôn tập cho các em đó không? Em cách làm bài văn nghị luận thông qua đề văn giải thích ý nghĩa câu tục ngữ có chí thì nên. Như vậy, ở nhà các em đã làm được một bài văn hoàn chỉnh chưa? Rồi, ở tiết học hôm nay cô sẽ nhắc lại kiến thức đó để các em có thể khắc sâu hơn nhé. Ở vòng đề văn câu tục ngữ giải thích ý nghĩa câu tục ngữ có chí thì nên, ở phần mở bài các em cần phải giới thiệu về câu tục ngữ có chí thì nên. Như vậy, câu tục ngữ này khuyên chúng ta cần phải biết kiên trì, nỗ lực thì mới có thể thành công. Còn về phần thân bài, các em đã giải thích được câu tục ngữ chưa? Có làm đúng theo yêu cầu của cô không? Như vậy các em cần phải giải thích được chí là gì. Chí tức là ý chí, nghị lực của con người. Nên là làm việc. Ở đây là thành công mà con người đạt được trong cuộc sống. Như vậy câu tục ngữ có chí thì nên khuyên nhủ con người cần phải biết giữ vững ý chí, sự quyết tâm và lòng kiên trì để thực hiện mục tiêu đặt ra. Như vậy theo các em, tại sao nói có chí thì nên? Khi bạn có ý chí thì bạn sẽ có động lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong quá trình tiến bước tới thành công. Có ý chí, có ước mơ làm nên thì sẽ biết tìm tòi, khám phá và biết vạch rõ con đường để tới được mục tiêu của mình. Có ý chí thì sẽ có được sự kiên trì, quyết tâm và nỗ lực tới cùng để thực hiện ước mơ của mình. Như vậy các em làm thế nào để thực hiện câu tục ngữ có chí thì nên? Chúng ta phải xây dựng cho mình một mục tiêu phấn đấu, có lý tưởng, có mơ ước thì mới bắt tay thực hiện giấc mơ của mình. Phải lập ra những kế hoạch nhỏ, những công việc nhỏ làm bước tiến dần tới mục tiêu lớn hơn, cũng như tiến dần tới mơ ước của mình. Phải luôn tự mình nỗ lực trước mọi khó khăn, sóng gió và thử thách, luôn kiên trì, quyết tâm thì sẽ được thành công. Các em cần phải dẫn chứng như nhà bác học Edison, Abba Helicon. Còn ở Việt Nam thì có Mạc Đĩnh Chi, Cao Bá Quát, Hồ Chí Minh hay thầy Nguyễn Ngọc, Ngọc Ký. Như vậy, ý nghĩa của câu tục ngữ này đối với mỗi người trong xã hội là vô cùng quan trọng, cần biết phấn đấu trong sự nghiệp học hành để lớn lên giúp ích cho xã hội.
Sau khi chúng ta đã xong hoàn tất xong phần thân bài thì các bạn sẽ chuyển sang phần kết bài cho cô. Ở phần kết bài này, các em cần khẳng định lại bài học mà câu tục ngữ khuyên dạy chúng ta là thế hệ con cháu chúng ta cần làm gì cho xứng đáng với lời dạy của cha, cha ông. Ha. Rồi, như vậy, ở tiết học này cô đã ôn tập cho các em lại đề văn giải thích câu tục ngữ có chí thì nên. Ha. Các em xem coi mình đã làm đúng theo yêu cầu của cô chưa, đã hoàn thành bài tập chưa. Ha, cố gắng viết thành một bài văn hoàn chỉnh, làm đi làm lại để nhớ được kiến thức, khắc sâu được kiến thức, để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra lại sắp tới nhé các em. Cô chào các em.